Ngày mai, ngày 14 tháng 9, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông của thành phố Đà Nẵng sẽ trở lại trường học. Các trường học trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh, cũng như trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới. Tại trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, ngôi trường chính thức được đưa vào hoạt động từ năm học 2020-2021. Tuần vừa qua, các học sinh lớp 10 đã đến trường để hoàn thiện hồ sơ nhập học. Năm học đầu tiên, nhà trường có hơn 280 học sinh với 7 lớp 10. Cán bộ giáo viên nhà trường đã dọn dẹp ngôi trường mới khang trang, sẵn sàng cho ngày đến trường đầu tiên của học sinh. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị các nội dung theo khuyến cáo của bên y tế. Và những trang thiết bị thì chúng tôi có là nước sát khuẩn, khẩu trang và máy đo thân nhiệt. Riêng ngày 5 tháng 9 chúng tôi cũng đã sinh hoạt chào năm học mới, nhưng cái hội trống khai trường thì chưa được gióng lên. Chúng tôi đã để dành nó cho cái sáng thứ hai ngày 14 tháng 9 tới để có một cái tiếng trống khai trường rộn rã, rộng rã, tạo khí thế cho các em bước vào năm học mới. Còn tại trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, năm học này học sinh nhà trường phải học hai nơi do cơ sở tại đường Quang Trung đang chuẩn bị được xây mới một dãy phòng học. Đến nay, cơ sở mượn tạm tại cung văn hóa thiếu nhi lẫn cơ sở chính đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, cũng như có những phương án đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại học tập trong điều kiện công trình đang thi công. Nhà trường đã bố trí là khối 6 và khối 9 thì một lớp đầu vào và một lớp đầu ra, học tại địa điểm trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ tại 134 Quang Trung. Còn học sinh lớp 7 và lớp 8 về học tại cung thiếu nhi tại số 2A Phan Đăng Lưu thì 100% cơ sở vật chất đã đảm bảo. Các em có thể quay trở lại trường và vào học ngay. Riêng các vấn đề mà xây dựng tại trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ thì nhà trường cũng sẽ làm việc trực tiếp với ban quản lý dự án và đơn vị trúng thầu mà tiến hành rào chắn và cử bảo vệ gác đảm bảo các em không ra vào trong khu vực thi công công trình. Cùng với việc tuân thủ thông điệp 5K chung sống an toàn với đại dịch COVID-19 của Bộ Y tế và sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn thành phố cũng nỗ lực đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để phòng dịch tốt nhất. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã hướng dẫn các trường linh hoạt có phương án tổ chức các hoạt động dạy học, đảm bảo các điều kiện giãn số học sinh trong phòng học, chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường. Đối với các cái hoạt động ở nhà trường ấy, thì trước mắt trong những cái tuần đầu thì không tổ chức chào cờ chung ở trước toàn trường và hướng dẫn các trường là tổ chức sinh hoạt chào cờ tại lớp. Học sinh sẽ là thực hiện cái mang khẩu trang trong quá trình học tập sinh hoạt tại nhà trường. Trong cái sinh hoạt thì cũng khuyến cáo các em là giữ khoảng cách xa nhất có thể để mà các em đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đảm bảo an toàn phòng dịch khi học sinh trở lại trường, các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể địa phương tiến hành rà soát, nắm các trường hợp học sinh, học viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19 có nguy cơ bỏ học, kịp thời huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, đảm bảo mục tiêu không có học sinh bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế. Theo dự kiến, học sinh mầm non, tiểu học của thành phố sẽ trở lại trường học từ đầu tuần sau, ngày 21 tháng 9.